stars. You're all that I desire. You took my heart, which is yours, mine. Đầu tiên là Sidan xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình của Nguyễn Huy Điền. Và thật sự đây là một cái hân hạnh, một cái vinh dự cho Sidan. Điền là một nhạc sĩ, là một người em, không phải là một những là một nhạc sĩ, một người bạn, mà là một người em của Sidan, mà Sidan đã quen biết cũng mấy chục năm rồi. Và phải nói là Sidan rất là vui thấy Nguyễn Huy Điền càng ngày càng sáng tác ra những tác phẩm rất là hay và càng ngày càng được rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến. Và trong các ca khúc mà khi mà Điền Huy Điền có nói với Sidan là anh kỳ này anh sẽ hát cho em cái bài My Forever, bài này là thật sự đã hát rồi, và Sidan hát lại thì Sidan nghĩ làm cách nào là làm cho cái bài này nó mới, cho nên Sidan nghĩ ra được một cái beat và một cái tiết điệu. Thì như quý vị đã biết, cái cách phong cách trình diễn của Sidan là lúc nào cũng with my guitar. Đang tìm ra được một cái giải pháp cho bài này, và Sidan phải nói rất là thích ca khúc My Forever. Nó là một cái ca khúc mà nó là một cái niềm hạnh phúc, và trong một cái trái tim hạnh phúc chỉ có những người nhạc sĩ như Nguyễn Huy Điền mới có thể lột tả được những cái hạnh phúc đó trong cái giai điệu bài hát My Forever. Nó vừa ngọt ngào mà nó vừa cao vút, nó vừa sâu xa mà nó vừa có cái gì nó ngọt ngào. Đó là cái điều đang Sidan rất là thích, và rất là cảm ơn Huy Điền đã cho Sidan cái cơ hội để trình diễn lại ca khúc My Forever. You are so beautiful, gorgeous and